tiếp theo anh ạ. Rồi bây giờ mình coi còn gì. À, rồi còn bây giờ về cái giao diện của cái hóa đơn á em, thì anh thấy như thế này nè, là anh cũng có tìm hiểu một số cái app bán hàng của trên mặt bảng á, ví dụ như là Kiosk Việt hoặc là sổ bán hàng đồ này kia, thì anh thấy hình như nó vẫn sử dụng trên cái nền tảng là AppSheet của mình đó. Nhưng mà khi nó ra cái chỗ mà chọn hóa đơn á, nó sẽ trực diện luôn tất cả các thành phần lên một cái bảng luôn. Anh lấy ví dụ như để ra một cái hóa đơn thì họ cần thứ nhất là cái sản phẩm, cái thứ hai là người bán và cái thứ ba là khách hàng chẳng hạn, thì nó sẽ hiện lên trên một cái bảng cho mình để mình chọn luôn, chứ nó không có phải là cứ phải qua cái chỗ qua khách hàng thì nó ẩn mấy kia rồi nhảy lên giúp giáp xích mình, thì cái đó mình có làm được không ta? Anh nêu lại đúng không ạ? Em chưa hình dung rõ được Tôi vấn chưa đề. hình dung không? Rồi như thế này này, có nghĩa là À, cái rồi rồi rồi. Em cho anh xem một cái này nhé. rồi em Ok. Từ để em mở có đèn nghĩa xem. ý của anh nghĩa là tất cả những cái thành phần phải hiện lên một bảng để nó dễ thao tác, chứ đừng có ẩn cái này hiện cái lên cái kia lên, nhiều khi người ta không có hình dung ra được đó, ý anh là vậy đó. Để em tí. Em hiểu cái ý anh đấy rồi, nhưng em phải có một cái ví dụ để cho anh xem. Ây da, không có một cái nào nó ấy nhỉ. Để em tí nha. Anh có nhìn thấy màn hình bên em không? Rồi có anh đã thấy. Từ chờ em xí để em tìm. Đây rồi em cứ từ từ. Đây rồi, chúng ta cùng xem một cái ví dụ này anh nhé. Rồi. Đây, anh nhìn thấy trong cái bảng giao diện bán hàng này của em không? Rồi rồi. Em mở bự bự lên cho anh xem chứ. Rồi. Đây, trong này nhé. Tất cả các view nó sẽ nằm vào chung một chỗ. Đây anh nhìn thấy này, bên này À, là rồi tất đúng cả rồi. đơn hàng này, đây là đơn Ừ. hàng chi tiết thì gồm những cái gì này, Rồi. đây là nhóm sản phẩm này, khi anh Rồi đúng bấm vào nhóm rồi. sản phẩm nào thì nó sẽ hiện ra sản phẩm đấy này, Rồi. Đúng rồi rồi. và khi ở đây anh chỉ cần bấm nút dấu cộng ở đây thôi, dấu cộng ở bên Ừ. chỗ tham quan vé này anh nhìn thấy không ạ, Rồi thì thấy rồi, thấy nó rồi. sẽ ngay lập tức nó liệt liệt kê cho anh được một cái vé tham quan này luôn này. Nó đây là một cách anh thêm bình thường nhé, nó cứ phải chạy qua chạy Ừ. lại đúng không ạ. Đúng rồi. Đó, đây là cách bình thường là nhảy qua nhảy lại Này, khó hình dung. còn nếu như mà cái cách mình làm ấy, nó sẽ có một nút cộng ở đây đó, anh thấy bấm bấm sản phẩm không? Rồi rồi thấy rồi. Sau đó thì mình sẽ bấm cái nút thêm này, nó sẽ tự thêm mới. Đúng rồi, nó tự mới vào bên chỗ hơn đơn hàng luôn. Đúng rồi. Đó, đây này, Rồi. thao tác bấm thêm này. Ừ, rồi. Rồi. Ở đây cái app này, trong đây là cái đoạn mà em đang chỉnh nó bị lỗi. Ở đây mình đến đoạn cuối này nhé. Đó, đó là về cơ bản cách làm như vậy. Đúng Ở đây rồi do em, các trong ý video anh. em cũng đang không biết là nó ở đoạn nào với đoạn nào. Rồi, nói chung là anh hiểu rồi đó, là đúng là cách làm như vậy đó, cái gì em sắp xếp thêm cái chỗ đó anh giúp anh cái. Vâng, thì anh sẽ muốn làm cái combo trước hay là làm cái giao diện đấy trước hả anh? Giao diện có một cái làm nhanh hơn em, cái Hai nào cái nó cũng mất ưu thời tiên. gian đấy anh À, vậy ạ. hả? Giao Rồi diện. vậy thôi, vô combo đi, combo nó quan trọng hơn. Vâng. Ok anh.